Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jibbo Tuấn Nguyễn của mình nha anh em. Em Jibbo này hàng hiếm nha anh em. Em này đời La Mã ha. Chủ đề về băng nhạc nổi tiếng của nước Anh, The Beatles nha anh em. Băng nhạc huyền thoại luôn. Có rất là nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới và Việt Nam mình luôn ha anh em. Cái mặt sau em nó là cái danh sách những ca khúc mà băng nhạc The Beatles được cho phép hãng công nghệ iPhone Apple đưa lên kho ứng dụng iPhone iTunes Store của họ luôn nha anh em. Mặt trước thì là những thành viên của băng nhạc The Beatles. Em này thì hàng La Mã. Nhưng mà em nó chưa hề đụng chạm hay là lên lửa gì nha 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 anh em. Hàng còn zin từ A tới Z nha. Hàng new full box luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh với Bô Tuấn Nguyễn màu đỏ luôn nha anh em. Nút đăng ký ngay dưới chân clip ha. Và yêu thích em với Bô băng nhạc The Beatles này thì cho mình xin một like nha anh em. Còn em nó thì hàng zin nha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Anh em nào có máu nghệ sĩ, có yêu thích âm nhạc, cũng như là mến mộ băng nhạc The Beatles, thì sở hữu em Jibbo này thì quá là phù hợp luôn anh em. Hàng sưu tầm nha anh em. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Anh em nào có hứng thú, có duyên với em nó thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha anh em. Mình xin trên tay giới thiệu trước nha anh em. Đây là mặt trước em nó ha. Những thành viên của băng nhạc The Beatles với họa tiết hai tông màu đen và trắng cổ điển nghệ thuật nha anh em. Ở trên là cái tên băng nhạc được khắc sâu ha. Phía sau là danh sách những ca khúc được hãng Apple iPhone đưa lên iTunes Store của họ năm 1996 nha nè. Em này thì đời La Mã ha. Hàng sưu tầm. Anh em nào có duyên với em nó thì cứ alo trực tiếp với mình nha. Đặc biệt là em nó chưa hề đụng chạm gì nha anh em, chưa hề lên lửa nha. Hàng nhiều 100%. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì vô trang Facebook mình nha anh em, link mình để vô mô tả ha. Còn về giá em nó thì anh em liên hệ trực tiếp với mình luôn anh em. Tại vì em nó không hàng hiếm, cho nên giá nó cũng không như mấy em bình dân ha. Anh em đam mê kết em nó thì cứ alo mình. Bóng bẩy ha anh em, sang trọng. Và đặc biệt là băng nhạc The Beatles thì quá là nổi tiếng rồi ha. Băng nhạc huyền thoại luôn anh em. Rất là nhiều fan yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật của băng nhạc này ha. Nhìn. Yêu thích anh em like clip nha anh em. Và ấn nút đăng ký kênh Jibbo Tuấn Nguyễn ủng hộ luôn ha. Em Jibbo này thì anh em nào có phong cách nghệ sĩ ha, yêu mến nghệ thuật, sở hữu em nó thì quá là phù hợp luôn anh em. Hàng hiếm. Soi kỹ anh em xem ha. Rồi, anh em kết em nó cái alo trực tiếp với mình nha anh em. Hợp đồng đầy đủ luôn. Chào kèm theo. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha anh em. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ ha.
nhiều sức khỏe và may mắn. Tạm biệt anh em.